Hôm nay, tôi hướng dẫn sử dụng phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm.vn. Phần mềm này hỗ trợ học viên ôn tập dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. đặc biệt là hỗ trợ cho học viên ôn tập nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp. thông qua, hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn. Thông qua học câu của ý trắc nghiệm nghị quyết 04 ngày 10 tháng 1 năm 2022 đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Học viên có nhu cầu à, đăng nhập vào phần mềm để học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm hãy gọi điện à, hoặc kết nối Zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình à, 0912595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học như sau à chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc google chrome trên máy tính hoặc trên điện thoại chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trách nghiệm vn vào cái thanh địa chỉ này chú ý là com sang phần mềm khác của thầy vn sau đó ra cái giao diện ở trên màn hình như thế này thì đúng à chúng ta cần cái mục nào kéo con trỏ xuống phía dưới đối với viên chức ở phía dưới hay công chức ở phía trên à chúng ta ví dụ như chúng ta cần đăng nhập vào mục số 2 kiến thức học, cái môn kiến thức chung, ôn tập dự dự thi nâng ngạch công chức, chúng ta kích trở thành mục số 2. Thế sau đó, chúng ta nhập ký danh, mật khẩu trong phòng thi gọi là số báo danh, đăng ký từ xa gọi là ký danh. Mỗi một học viên là một ký danh, một mật khẩu duy nhất của học viên nào, học viên ấy sử dụng. Nếu mà các em đánh lộ học viên khác mà có được mật khẩu của bạn, thì chính quyền đăng nhập phần mềm À, đương nhiên các em không đăng nhập được nữa, phần mềm sẽ bị khóa. Vì vậy các em phải bảo mật cái mật khẩu của mình. À, chúng ta chọn Login để đăng nhập vào phần mềm. Đối với thi à, nâng ngạch à, chuyên viên, à, à, chuyên viên chính à, và chuyên viên cao cấp, thì chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới. Thì cái mục số 1 là danh mục à, tài liệu ôn thi ngạch à, chuyên viên, à, chuyên viên chính thì chúng ta kích chuột vào mục số 1 để chúng ta in ra giấy để chúng ta sẽ xem đây là danh mục về ôn tập và 42 tài liệu ôn tập thi nâng ngạch lên chuyên viên chuyên viên chính đó thì chúng ta tải in ra giấy thì đó là chuyên viên và chuyên viên chính đối với chuyên viên cao cấp thì thi từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp thì chúng ta kích chuột mục số 3 Bộ Nội vụ ban hành danh mục ôn tập thi nâng ngạch à, công chức thăng hạng viên chức lên chuyên viên cao cấp chúng ta kích chuột vào mục à, số 3 này thì mục số 3 này đối với thi nâng ngạch à, lên chuyên viên chính thì thực hiện theo công văn 1348 à, 48, ngày 5 tháng 4 năm 2022 à, môn kiến thức chung thì gồm có ví dụ như là mục số 1 hiến pháp nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam à, mục số 2 là văn kiện à, đại hội đảng vân vân thì chúng ta có thể tải cái file này về máy tính hoặc in ra giấy à, như vậy là cái danh mục này có 30 tài liệu về môn kiến thức chung đó à, thì đây là ở trong trong phần mềm có đầy đủ hết à, chúng chúng ta kích chuột vào nút quay lui như vậy trong tay chúng ta à, tùy theo từng cái ngạch thi lên chuyên viên chính thì chúng ta có mục số 1 thi lên chuyên viên cao cấp chúng ta có mục số 3 thi chuyên viên cán sự lên chuyên viên chuyên viên lên chuyên viên chính chúng ta có cái mục số 1 lớn này đó là danh mục tài liệu À, công khai, minh bạch, cạnh tranh nhau bằng kiến thức à, Rất lành mạnh Chúng ta phải nỗ lực cố gắng học tài liệu rất là nhiều Kiến thức rất nhiều Chúng ta phải nỗ lực cố gắng để học cạnh tranh nhau kiến thức à, Như vậy tôi đã giới thiệu à, về danh mục ôn tập Ngoài danh mục à, ở trong bộ nội vụ ban hành à, Phần mềm còn có rất nhiều danh mục khác Để chúng ta có thể tham khảo thêm à. Thế thì vào phần mềm thì gồm có à, Bước 1 À, chúng ta tìm đến cái file tài liệu à, để chúng ta in gi ra giấy, chúng ta cứ học từng tài liệu một, học hết tài liệu này đến tài liệu khác, à, kết thúc toàn bộ các tài liệu chúng ta đã học xong, thì chúng ta tiến hành thi thử à, 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 các cái à, tài liệu mà được trộn vào để chúng ta thi thử, à, số lần thi thử không hạn chế, đó như vậy là à, chúng ta tự đánh giá được kết quả học của mình để chúng ta nỗ lực cố gắng, thí à, dụ chúng ta nói về cái nghị quyết À, 04 ngày 10 tháng 1 năm 2022 đấy rất nhiều đó rất là thoải mái chúng ta cứ từ 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 mà tìm thôi từ trên xuống dưới đây nghị quyết 04 này à, chú ý là 04 nha à, ngày 10 tháng 1 năm 2022 về đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước đó, chứ không phải là 01 à, kích chuột vào cái mục file này thì chúng ta tải về máy tính Để sau khi tải về máy tính rồi thì chúng ta mỗi một học thì chúng ta mở cái file này lên thì khi chúng ta mở cái file lên à, cái chuột vào file chúng ta mở lên thì đây là cái nghị quyết số 01 à 04 chú ý là 04 nhá không phải 01 à 04 ngày 10 tháng 1 năm 2022 nghị quyết này nói về đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước đó thì chúng ta để ý cái tiêu đề thế sau đó là chúng ta có một file rồi mỗi khi chúng ta học chúng ta mở file này lên đối với windows thì cửa sổ Windows đâu cái cái dấu trừ là chúng ta kích nó trái chuột vào thì nó thu nhỏ. Đối với Windows thì cái nốt điều khiển à cửa sổ nó nằm về phía bên à, tay phải. Hệ điều hành Windows thì nằm bên tay phải, hệ điều hành MacBook thì nằm bên tay trái. Các à, em chú ý. Như vậy máy tính của thầy là hệ MacBook cho nên nó cái dấu trừ này nó nằm bên tay trái. Như vậy chúng ta đã xong à, bước 1. Đấy thầy các em chú ý là kích kích nó trái chuột vào thì nó để bật lên kích vào dấu trừ nó lại thu nhỏ đó cái cái thao tác sử dụng uh, học kéo lên phía trên chúng ta tìm câu hỏi trắc nghiệm à, chúng ta tìm câu hỏi trắc nghiệm kéo lên phía trên đó, đây ví dụ như đây là mục số 98 câu hỏi trắc nghiệm nghị quyết 04 ngày 10 tháng 1 2022 về đẩy mạnh phân cấp uh, phân quyền trong quản lý nhà nước kích chuột vào à, mục này À, sau chúng ta tìm đến cái thực đơn với chữ nộp và thực hiện đề thi chọn start thì start là bắt đầu à, bây giờ đăng học thì chúng ta à, chưa cần làm bài để à, chúng ta học một vài lần rồi, rồi có thời gian chúng ta thi thử cho từng mục là tốt nhất và kết thúc à, 30 tài liệu đối với chuyên viên chính chẳng hạn thì chúng ta tiến hành thi thử à, phần mềm nó sẽ tạo ra một mã đề ngẫu nhiên để chúng ta thi thử à, cả 30 mục À, chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình à, finish ở góc tay trái màn hình để chúng ta kết thúc để phần mềm hướng dẫn cho chúng ta học di chuyển con trỏ xuống phía dưới tìm cái chữ nộp bài và kết thúc nộp bài và kết thúc thi thử thì hết thời gian không làm được mà muốn nộp bài sớm thì cũng chọn finish nộp bài và kết thúc thế thì như vậy là phương pháp học là gì thông qua câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học lý thuyết À, kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm Thầy giáo thấy rằng cái phương pháp ví dụ như là 42 tài liệu In ra giấy tới 1.600 trang A4 à, Thì học rất là lâu Mất rất nhiều thời gian Hay là 30 tài liệu Thì chúng ta cũng có hàng nghìn à, trang A4 Nếu in ra giấy Vì vậy phải học như thế nào cho nó tốt Thì như vậy thông qua câu hỏi trách nghiệm Để chúng ta đọc luật à, Nghị quyết, thông tư, nghị định Thí dụ như tình huống đặt ra đây à, Câu 3 theo nghị quyết 04 ngày 10 tháng 1 năm 2022, đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa chính phủ với các bộ ngành là thì cái nội dung ở trong một kép này nó là quan điểm phân phân quyền quản lý nhà nước hay là tổ chức thực hiện hay là nhiệm vụ giải pháp chủ yếu hay là mục tiêu phân cấp phân quyền quản lý nhà nước như vậy chúng ta phải nhận diện ra được cái giá trị này. Thì căn cứ vào điều 2 à, mà phần mềm hướng dẫn căn cứ điều 2 đó là mục tiêu phân cấp phân quyền quản lý nhà nước. Đấy là học lần đầu đấy, thì học lần thứ hai thì chúng ta sẽ nhận diện cái giá trị này rất là nhanh, nó là mục tiêu à, phân cấp phân quyền quản lý nhà nước và nối ngắn gọn lại nó chính là à, mục tiêu à, của nghị quyết à, đặt ra. Thì à, à, đây là một cái dạng câu mà trong nghị quyết thì chúng ta thường gặp cái dạng câu là cho một cái nội dung à, đặt ở trong chỗ nháy này chúng ta sẽ nắm được cái nội dung này để nó là quan điểm phân cấp phân quyền nhà nước à, hay là mục tiêu phân cấp phân quyền quản lý nhà nước hay là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu hay là tổ chức thực hiện thì chúng ta học đi học lại một vài lần trên phần mềm chúng ta sẽ thấy rằng loại câu này là cái phương pháp làm chung là chúng ta tìm ra một cụm từ à, đại diện à từ đó chúng ta tinh ý chúng ta nhận ra được phương án trả lời. đấy cho nên à, không thể học thuộc được và không thể chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm được học bao giờ hết được phải căn cứ vào nghị quyết căn cứ vào luật thông tư nghị định để giải cái câu đó. đó chúng ta chú ý cái dạng câu này là có cái dạng như vậy đó thì dạng câu này cho một cái nội dung trong cái, 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 cái dấu nháy này chúng ta nhận diện ra à, nó là mục tiêu phân cấp phân phân quyền quản lý nhà nước. Thế thì à, căn cứ điều 2 thì chúng ta kích chuột vào cái à, vào file nghị quyết. Chúng ta di chuyển con trỏ xuống điều 2. Đó, thì chúng ta để ý là à, căn cứ vào đâu để cái, cái cái giá trị này nó là mục tiêu phân cấp phân quyền quản lý nhà nước thì chúng ta phải tìm đến cái mục à, quan điểm thì chúng ta à, kéo xuống phía dưới tìm đến mục tiêu. Đó, đây là cái mục tiêu thì căn cứ khoản 2, điều 2, mục tiêu thì đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền nhằm phân định rõ ràng nhiệm vụ và quyền hạn thẩm quyền và trách nhiệm giữa chính phủ với cơ quan bộ ngành thì cái giá trị này chính là mục tiêu của nghị quyết tức là mục tiêu phân cấp phân quyền quản lý nhà nước thì chúng ta chọn phương án D ở đây là đúng vì sao đúng vì nó đúng như trong nghị quyết vì sao sai vì nó không có trong nghị quyết hoặc nó sai với nội dung trong nghị quyết gọi là phương án sai cái giá trị này nó chính là mục tiêu của nghị quyết là chúng ta để ý phương pháp học lại rất tuyệt vời đó chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới à, chúng ta muốn à, nhanh à, chúng ta ví dụ sẽ giải thích đại diện chúng ta về cái câu nào đó à, chúng ta kích chuột vào à, cái ô vuông này đó ví dụ như là à, chúng ta thấy đây là à, tình huống đặt ra thì giải quyết tình huống này như thế nào À, theo nghị quyết 04 vân à, vân cơ quan nào thực hiện Đó. Thì giá trị trong ngọc kép này là cơ quan nào thực hiện à, hoàn thiện các quy định về quy hoạch tiêu chuẩn tiêu chuẩn quy chuẩn tiêu chí điều kiện định mức kinh tế kỹ thuật cơ chế kiểm soát giá phí các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo phân công của chính phủ thì cho có bốn phương án thì phương án thứ nhất là bộ nội vụ phương án 2 b là các cơ quan các bộ cơ quan ngang bộ bộ tư pháp văn phòng chính phủ thì ở đây chính là các bộ các cơ quan ngang bộ chúng ta kích chuột vào cái file uh, nghị quyết thì căn cứ phần mềm hướng dẫn cho chúng ta là căn cứ điều 4 uh, chúng ta di chuyển con trỏ xuống phía dưới chúng ta tìm đến điều 4 đó Chúng ta tìm linh, linh, linh điều 4 đây. À, à, di chuyển xuống điều, điều dưới. À, đây là điều 4. À, vừa học câu hỏi trách nghiệm, vừa học lý thuyết là như vậy này. À, phần mềm nó hướng dẫn cho chúng ta. Ở căn cứ điều 4 là à, cơ quan các bộ, các cơ quan ngang bộ. Đó, à, cơ quan ngang bộ. Đó, à, cơ quan ngang bộ. Đây là à, điều 4 là tổ chức thực hiện. Thì à, khoản 1 nói về các bộ các cơ quan ngang bộ thì tại điểm B hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, à, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, đỉnh mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, chi phí các dịch vụ công thuộc phạm vi quản, quản lý nhà nước theo phân công của chính phủ thì đây chính là à, cái việc thực hiện cái cái công việc này là của các bộ cơ quan ngang bộ. Đó, chúng ta chú ý. Như vậy căn cứ vào điều 4 thì đã văn đúng ở đây, tức là các bộ và cơ quan ngang bộ sẽ thực hiện cái nhiệm vụ mà trong cái giá trị trong dấu nháy để chúng ta thấy rằng là đấy là cơ quan ngang bộ. Đó, đấy thì chúng ta để ý cái phương pháp học là như vậy, thông qua học câu hỏi trắc nghiệm là tình huống đặt ra để giải quyết cái tình huống này phải căn cứ vào đâu? căn cứ vào điều 4. Thì thì như vậy đây là một cái dạng câu mà chúng ta thường gặp trong học nghị quyết là cơ quan nào thực hiện cái nội dung à, trong cái nháy này, thí dụ như là trong à, nghị quyết này, cơ quan nào thực hiện thì các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan ngang bộ rồi hay là bộ tài chính, bộ tư pháp, bộ nội vụ, à, thanh tra chính phủ, hay là văn phòng à, chính phủ, hay là ủy ban nhân dân à, các cấp thực hiện các cái nhiệm vụ đấy, hay là ủy ban nhân dân các cấp, à, ủy ban nhân dân tỉnh, à, chú ý là đây là ủy ban nhân dân tỉnh. Đó, ủy ban nhân dân tỉnh như vậy cái loại câu hỏi này là dạng câu hỏi mà à, chúng ta gặp là cho cái à, cơ quan nào hỏi về cơ quan nào cơ quan nào thực hiện cái nội dung này Đó, tức là hay là nhiệm vụ này là cơ quan nào thực hiện thì trong nghị quyết à, có 7 à, cơ quan mà chúng ta cần chú ý cơ quan thứ nhất là các bộ cơ quan ngang bộ à, thứ hai là bộ tài chính thứ ba là bộ tư pháp Thứ 4 là bộ nội vụ, thứ năm là thanh tra chính phủ, thứ 6 là văn phòng chính phủ, thứ 7 là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. À như vậy à tại điều 4 thì sẽ nêu ra 7 cái cơ quan này. Thì chúng ta chọn xem coi là à, cơ quan nào thực hiện cái nhiệm vụ trong dấu nháy này. Thì đối với cái dạng câu này. Đó, chúng ta để ý thế. À thế thì tương tương tự như vậy cái câu 17 đây thì chúng ta thấy rằng là à, cơ quan nào thực hiện xây dựng hoàn thiện đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước bảo đảm công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình phương án A là Bộ Tài chính phương án B là Bộ Tư pháp phương án C là Văn phòng Chính phủ phương án D là các Bộ và cơ quan ngang bộ đó các Bộ và cơ quan ngang bộ thì ta xem phương án này nó là do cơ quan nào à thực hiện đó chúng ta để ý thế thì cái loại đây đúng là cái dạng câu mà hỏi về cơ quan nào thì đây chính là một trong những à, nhiệm vụ à, của cơ quan nào thực hiện cái à, cái cái nhiệm vụ mà trong chỗ trong nháy đây là loại câu thứ hai mà chúng ta để ý đây là cái dạng câu à, khá phổ biến thì cái phương pháp học nó là nó là như vậy đó thế thì à, cơ quan nào thực hiện cái việc xây dựng hoàn thiện đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đảm bảo công khai minh bạch về trách nhiệm giải trình thì phần mềm hướng dẫn là căn cứ điều bốn đó là bộ tài chính chúng ta lại kích chuột vào file chúng ta tìm đến điều 4 mà nói về của bộ tài chính đây bộ tài chính này đó, bộ tài chính thì thực hiện à, cái việc là xây dựng đó, xây dựng hoàn thiện đổi mỗi phân cấp quản lý ngân sách nhà nước bảo đảm công khai minh bạch về trách nhiệm giải trình thì đây chính là à, công việc của bộ tài chính à nếu như học lần một là như vậy chúng ta căn cứ điều 4. bây giờ học lần sau chúng ta tìm ra một cái cụm từ để nhận diện cho nó nhanh thì ở đây đó là xây dựng hoàn thiện đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước thì đụng đến cái, cái, cái cấp quản lý ngân sách nhà nước này à, Nó có cái chữ quản lý ngân sách thì dễ dễ tưởng tượng ra hình dung ra nó là của bộ tài chính à, cái, cái, học nhiều lần chúng ta tìm ra được cái quy luật à, các cái cụm từ để chúng ta nhận diện ra được cái, cái công việc này là của đơn vị nào Đấy, cái phương pháp học à, nhà, Học nhiều lần thì chúng ta sẽ tinh ý Chúng ta sẽ phát hiện ra Thì kỳ thi chính thức diễn ra là chúng ta sẽ phát hiện được ngay à, Cái phương pháp học là như vậy Chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới Chúng ta tìm đến các cái câu hỏi Hoàn toàn à, tương tự Cái phương pháp là như vậy Đó. Hay là câu 22 à, Cũng hỏi về cơ quan nào Thực hiện cái nhiệm vụ Trong, à, trong nháy này à, Tập trung À, nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách pháp luật để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc của người dân, doanh nghiệp, à, nâng cao trách nhiệm giải trình à, tính minh bạch, công khai với người dân à, và với cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ. thì cơ quan nào thì phương án A ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phương án B văn phòng chính phủ, phương án C thanh tra chính phủ, phương án D văn à, ở à đây là cái 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 cái, cái 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 giá cái giá trị c thì chúng ta có thể thay bằng một cái giá cái cái giá trị khác đó à đấy như vậy là à cái đối với cái câu 22 này thì à, chúng ta nhận diện xem cái nhiệm vụ ở à, đó là nó thuộc vào của cơ quan nào đó của cơ quan nào thực hiện cái cái nhiệm vụ trong cái giá trị trong à, ngọc kép Đó, à, chúng ta để ý là Nhận diện xem cái giá trị trong ngọc kép này Là cơ quan nào thực hiện Đó chúng ta kích châu trừ thì nó thu nhỏ lại thôi Đó Thì chúng ta để ý Thì cái giá trị trong ngọc kép này Đó Trong cái câu này Thì nó chính là Căn cứ điều 4 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thì chúng ta mở cái file lên Đó Chúng ta mở cái file lên à, Kích chuột vào file này à, Kích chuột vào file Thì chúng ta tìm đến À, điều 4 và tìm đến cái giá trị của cái file à, nói đây chúng ta để ý đây à, ủy à, ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung nâng cao à, năng lực tổ chức thực thi chính sách pháp luật để giải quyết kịp thời có hiệu quả công việc của người dân doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm giải trình tính minh bạch công khai với người dân và các cơ quan cấp trên thực trong quá trình thực hiện thì đây chính là à, của ủy ban À, nhân dân cấp tính đó, tập trung nâng cao vân vân thì khi ta đọc cái giá trị này học lần hai chúng ta tìm những cái cụm từ nhận diện ra là của ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách pháp luật để giải quyết kịp thời có hiệu quả các công việc của người dân đó đây cái cách cụm từ của người dân này là cái nơi trực tiếp này doanh nghiệp này để nâng cao trách nhiệm giải trình tính minh bạch công khai với người dân và với cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ thì như vậy có cái chữ cấp trên thì chúng ta dễ đoán ra nó là của ủy ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thì Bộ Nội vụ cũng là, là là trên Ủy ban nhân dân tỉnh rồi, Thanh tra Chính phủ là trên rồi, Văn phòng Chính phủ là trên rồi. Thì trong bốn phương án này cái cụm từ dễ nhận ra nhất nó chính là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó là à, và với cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là cái kinh nghiệm học nhiều lần thì chúng ta sẽ tìm ra cái cụm từ tinh ý để nhận ra phương án trả à, phương án trả lời. À, cho câu hỏi dạng loại câu như như à, như vậy, đó à, chúng ta chú ý à, tương tự như thế để chúng ta có thể giải thích một loạt các câu sau đó thí dụ như là à, quan điểm và phân quyền nhà nước này, đó. hay là cái câu 25 này thể chế hóa quan điểm, Thì, à, có chữ quan điểm ở đây là dễ đáp án đúng đó nó là quan điểm phân à, phân quyền quản lý rồi, cái loại câu này có thể cái à, nhìn ra được cái cụm từ mà để nhận diện ra được phương án trả lời. Đó. Chúng ta để ý hay là cái câu 26 này. Kế cái giá trị trong một kép này, kế thừa và phát huy hiệu quả các quy định hợp lý về phân cấp phân quyền quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương là tổ chức thực hiện hay là quan điểm phân quyền quản lý nhà nước hay là mục tiêu phân cấp phân quyền quản lý nhà nước hay là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thì phương án trả lời ở đây là quan điểm phân quyền à, quản lý nhà nước Đây chính là quan điểm của nghị của nghị quyết căn cứ điều 2 Chúng ta lại kích chuột lên, chúng ta tìm đến điều 2 Đó, chúng ta lại kích chuột lên, chúng ta tìm đến điều 2 Đây, điều 2 là nói về quan điểm à, thì, thì ở đây chúng ta tìm đến cái giá trị kế thừa Đó, chúng ta để ý ở đây là khoản điểm B Kế thừa và phát huy hiệu quả các quy định hợp lý về phân cấp, phân quyền, quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương. Thì cái giá trị trong ngọc kép này nó chính là quan điểm của nghị quyết, tức là quan điểm phân cấp, phân quyền, quản lý nhà nước. Chúng ta tìm ra được ngay phương án A, tổ chức thực hiện không phải này, B, quan điểm phân phân quyền, quản lý nhà nước là đúng này, B là mục tiêu phân cấp, phân quyền, quản lý nhà nước là không phải này, hay là nhiệm vụ giải pháp của chủ yếu không phải này. Đó, cái phương pháp là học như vậy. Học lần đầu để học lần tiếp theo chúng ta nhận diện ra được cái giá trị này cố gắng tìm như là cái cụm từ để chúng ta nhận diện ra phương án à, kỳ thi chính thức diễn ra thì ra đề cứu gì đáng làm được chứ còn chạy xô đi tìm cơ hội trách nhiệm học không bao giờ hết được thì căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi đó thì đó là cái tình huống đặt ra à như vậy các em đăng nhập vào phần mềm để học thôi rất là nhiều chúng ta muốn học uh, lại cái mục này hoặc là học tiếp mục khác chúng ta kích chuột vào mục số một này để quay để quay lui thì chúng ta có thể tiếp tục học một mục khác. Sau khi học từng mục xong đối với chuyên viên cao cấp mà học hết 30 danh mục rồi, chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới à, dưới dưới cùng này. Thì đối với chuyên viên chuyên viên chính cũng như vậy, học hết tất cả các mục để chúng ta di chuyển con trỏ xuống bài cuối cùng thì chúng ta thực hiện cái đề thi thử đề thi thử một kiến thức chung đối với chuyên viên chuyên viên chính à, thì mục số 2 này mục số 3 đối với chuyên viên cao cấp thì chúng ta thi thử môn kiến thức chung theo cái danh mục 30 tài liệu. Thì phần số lần à, thi thử không hạn chế, mỗi lần thi thử phần mềm nó tạo ra một mã đề ngẫu nhiên. Trong ngân hàng câu hỏi có trong phần mềm đó là danh mục à, à, tài liệu ôn tập theo cái công văn số 1348 ngày 5 tháng 4 năm 2022 để chúng ta nắm được bao nhiêu phần trăm số câu trả lời đúng rồi, 50% số câu trở lên à, thì chúng ta mới qua được môn kiến thức chung nếu chúng ta đang còn nắm chưa được tốt chúng ta phải quay lui lên để học các cái mục mà ta cảm thấy chưa được tốt là chúng ta kích chuột vào mục số 3 để chúng ta tiến hành thi thử chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới để chúng ta sẽ chọn cái thực hiện đề thi sau chọn start và bắt đầu thế thì nó cũng tương tự thôi chúng ta rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính thì chúng ta đọc đề bài thí dụ xác định phương án sai về điều động và công chức được thực hiện chúng ta có thể là là kích chuột vào một trong các phương án hết thời gian làm bài thì không làm được. À, chúng ta kích chuột vào các cái các cái phương án đọc kỹ đầu bài, à, thì nó xuất hiện. À, sau đó chúng ta có thể à, hết thời gian làm bài thì không làm được. Đồng hồ vẫn trừ lùi này. À, thế còn nếu muốn nộp bài sớm thì chúng ta vẫn chọn finish ở góc tay trái màn hình. À, chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới, chúng ta thấy nộp bài và kết thúc nộp bài kết thúc. Thì như vậy chúng ta có thể làm 30 phút hoặc 20 phút nộp bài kết thúc cũng được thì nếu câu trả lời sai thì nó có màu đỏ ở bên cạnh vì sao sai chúng ta phải mở cái điều 26 à, đáp án đúng là theo nguyện vọng của công chức đây để chúng ta xem cái vì sao chúng ta chọn như thế lại sai thì căn cứ vào điều 26 sáu à, thì chúng ta lại ôn lại một lần nữa đó những cái câu sai những cái câu mà, có màu xanh đúng à, thì nó tích đưa màu xanh vì sao đúng thì chúng ta phải căn cứ vào đâu thì phần mềm nó cũng hướng dẫn lại cho chúng ta là căn cứ điều bao nhiêu để chúng ta mở lên chúng ta xem. Đây là cái phương pháp học và thi thử môn kiến thức chung à, đối với chuyên cao cấp thì phần mềm nó sẽ Quét hết 30 tài liệu à, đưa ra một hệ thống câu hỏi có thể số lần thi không hạn chế. Chúng ta có thể làm nhiều lần, làm 10 lần, 15 lần, 20 lần, càng nhiều càng tốt để chúng ta à, thử, phép thử mà càng 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 nhiều thì độ chính xác càng cao. Đấy cái em thấy cái xác suất thống kê chúng ta thấy rằng là cái mẫu chọn rồi sau chúng ta thử càng nhiều càng tốt. À, như vậy là kết thúc phiên làm việc với phần mềm. Chúng ta hãy bảo tồn cái mật khẩu của mình. Kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình để xuất hiện cái chữ thoát. À, chữ thoát này. À, cứ kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình xuất hiện chữ thoát để chúng ta thoát ra khỏi phần mềm. Như vậy tôi đã giới thiệu xong cái phương pháp học trên phần mềm và học xong rồi chúng ta có thể thi thử theo từng mục hoặc thi thử theo toàn diện à, học viên có nhu cầu à, hãy kết nối zalo hoặc gọi điện với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình và các em xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chọn nút đăng ký thì các em được hai cái tiện ích tiện ích thứ nhất có video bài giảng mới nhất chúng ta sẽ nhận được cái thứ hai là xem video bài giảng theo từng mục thì khi kết nối zalo thì giáo sẽ gửi cho các em một cái đường link Cái kênh của thầy có cái ảnh của thầy đây Chúng ta chạm tay trên điện thoại Vào cái tin nhắn có cái ảnh của thầy Chúng ta sẽ xem được video trên điện thoại Chọn danh sách phát Rồi sau chọn video cần xem Để chúng ta xem Sau đó chúng ta đăng nhập vào phần mềm Chúng ta học từng mục một Học hết mục này đến mục khác Học như vậy là theo một cái phương pháp Là học là hiểu nội dung Có phương pháp làm từng loại câu hỏi trắc nghiệm thì kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta bình tĩnh kể ra kiểu gì chúng ta cũng làm được thế còn chạy show đi học câu hỏi trắc nghiệm trong một cái file văn bản chỉ biết câu hỏi rồi có bốn đáp án thì chúng ta học như vậy đến bao giờ cho hết được à, nên học theo cái phương pháp là học có cơ sở lý thuyết vì sao nó lại đúng vì sao nó sai thì chúng chúng có phương pháp suy luận để chúng ta sẽ làm được bài Thì kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì đáng làm được đó mới là cách học tốt nhất khoa học nhất và đúng với cái phương pháp mà học kiến thức cạnh tranh nhau một kiến thức chúng ta chú ý như vậy thì chúc các em thành công